Nhà hàng Liberty Palace với phong cảnh sang trọng, hiện đại và ấm cúng, cùng dàn đầu bếp chuyên nghiệp, nơi lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc cưới hỏi, sinh nhật cũng như họp mặt bạn bè. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiêu đãi, chắc chắn nhà hàng Liberty sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của quý khách để tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ đều được hoàn hảo, bảo đảm là quý khách sẽ hài lòng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Peter Hồng qua số 0408 066 966 hoặc đến thẳng địa chỉ 2/256 Chapel Road, Bankstown, New South Wales 2200. Trung tâm dạy kèm toán lý hóa Anh Văn, Dr. Hiệp Nguyễn Chilson, qua hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và viết sách, Tiến sĩ Hiệp Nguyễn sẽ hướng dẫn con em quý vị đạt kết quả học tập cao như mong muốn. Có lớp đặc biệt dành cho các em học sinh giỏi của HSC Extension 1 và Extension 2. Nếu quý vị ở xa, có thể mua sách toán của Dr. Hiệp Nguyễn cho các cháu. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 0411 812 656 hoặc email vnshow@gmail.com hoặc đến thẳng địa chỉ 8/88 John Street, Cabramatta. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý vị, kết quả bầu cử tại Nam Úc là Đảng Lao động đã chiến thắng lớn lao và điều này có ảnh hưởng gì đến tình trạng liên bang? Về tình hình đại dịch, tình trạng có vẻ ổn định và tổng số ca nhiễm tại Việt Nam cũng có sự giảm hạ, trong khi nhân số nhiễm bệnh trên toàn thế giới đã tăng lên trên 470 triệu ca dương tính và gần 6.100.000 người tử vong. Trong khi chiến sự tại Ukraine vẫn diễn tiến khốc liệt, và chính phủ Úc đã thông báo nhiều biện pháp trợ giúp Ukraine, cũng như trừng phạt kinh tế đối với Liên bang Nga. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin lúc 1 giờ trưa hôm nay, thứ Hai ngày 21 tháng 3 năm 2022. Bầu cử tại Nam Úc, Lao động thắng lớn, thủ hiến Marshall từ nhiệm lãnh tụ Đảng Tự do. Tuy kết quả chung cuộc chưa được chính thức công bố, nhưng căn cứ vào số phiếu đã được kiểm, thì Đảng Lao động đã thắng lớn và lãnh tụ đối lập Peter Malinowski đã trở thành thủ hiến đắc cử. Tất nhiên là chính phủ liên đảng đã rất thất vọng và thủ hiến Stephen Marshall tuyên bố ông hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự thất bại này, đồng thời tuyên bố từ chức lãnh tụ Đảng Tự do. Tất nhiên là ông Marshall vẫn giữ trách nhiệm là lãnh tụ để tổ chức một cuộc bầu cử nội bộ nhằm chọn lãnh tụ mới cho Đảng Tự do. Vào thời điểm này thì tại đơn vị bầu cử của riêng mình, ông Marshall vẫn hãy còn bị thách đố bởi đối thủ là một ứng cử viên của Đảng Lao động. Ông Marshall nói rằng ông sẽ tiếp tục làm dân biểu của đơn vị Dunstan nếu ông thắng cử. Phó thủ hiến và một vài bộ trưởng đã thất cử và trong số những tân dân biểu, Đảng Lao động đã có thêm 5 nữ dân biểu và do đó đã cải thiện được sự quân bình về phái tính trong hàng ngũ dân biểu và nghị sĩ của Đảng Lao động. Phản ứng đầu tiên của Thủ tướng Morrison là kết quả bầu cử tại Nam Úc sẽ không thể gây ảnh hưởng gì ở cấp liên bang. Vì theo lời ông Morrison, thì cuộc bầu cử này dựa vào các yếu tố tại tiểu bang Nam Úc mà thôi. Trong khi khen ngợi thủ hiến mãn nhiệm Stephen Marshall là đã có thành quả tốt trong 4 năm nhiệm kỳ vừa qua, nhưng đồng thời ông Morrison cũng nói rằng ông sẽ làm việc với tân thủ hiến Peter Malinowski. Ngoài ra khi khen ngợi tân thủ hiến, ông Morrison cũng đã có những nhận xét tiêu cực về ông Anthony Albanese, và nói rằng lãnh tụ đối lập liên bang không phải là một chính trị gia có tầm cỡ như ông Malinowski. Bầu cử tại Nam Úc, phản ứng ở cấp liên bang. Hôm qua, Thủ tướng Morrison nói rằng sự chiến thắng của Đảng Lao động ở Nam Úc là rất đáng kể, và lãnh tụ Peter Malinowski đã nắm chính quyền chỉ sau một nhiệm kỳ là lãnh tụ đối lập. Thủ tướng Morrison đã điện thoại chúc mừng tân thủ hiến, đồng thời Thủ tướng Morrison cũng xác nhận lại lời phê bình trước kia, là lãnh tụ đối lập liên bang Anthony Albanese không phải là một chính trị gia có tầm cỡ như ông Peter Malinowski. Ngược lại thì chúng ta chưa thấy phản ứng gì từ lãnh tụ liên bang Anthony Albanese. Trong khi đó thì Chủ tịch Đảng Lao động mà trước kia là Bộ trưởng Ngân khố, ông Wen Swan nói rằng sự chiến thắng của Đảng Lao động tại Nam Úc là một thông điệp rõ rệt gửi đến cho chính phủ liên đảng tại Canberra. Bộ trưởng Tài chính Simon Birmingham vốn là một nghị sĩ của Đảng Tự do từ Nam Úc nói rằng Đảng Lao động tại Nam Úc đã tranh cử với một chiến dịch hù dọa và chính phủ liên đảng Stephen Marshall đã không may tổ chức bầu cử vào một giai đoạn mà việc lây lan dịch bệnh đang gia tăng với chủng biến thể Omicron. Kết quả bầu cử tại Nam Úc, ảnh hưởng tiêu cực của yếu tố tại vị đương quyền, incumbency.
Trong thời gian đại dịch, tức là kể từ tháng 3 năm 2020, nước Úc đã có 4 cuộc bầu cử, và trong giai đoạn đầu khi cử tri chưa mệt mỏi và hài lòng với kết quả phòng chống dịch bệnh của chính phủ đương nhiệm, thì yếu tố tại vị đương quyền đóng vai trò quan trọng. Điều này giải thích sự chiến thắng tương đối dễ dàng của Đảng Lao động tại Queensland, Đảng Lao động tại Tây Úc và Liên đảng Tự do Quốc gia tại Tasmania. Thế nhưng vào đầu năm 2022, khi mà đại dịch COVID-19 vẫn đang kéo dài và tình trạng phong tỏa tại các khu đô thị đã phải áp dụng nhiều lần, kể cả tại thủ phủ Adelaide, thì cử tri đã cảm thấy mệt mỏi và thường bất mãn với những sự thiếu sót mà bất cứ chính phủ nào cũng có. Ngay cả một chính trị gia thuộc Đảng Lao động tại Nam Úc cũng đã bình luận về kết quả bầu cử tại Nam Úc khi ông nói rằng giả thuyết là chính phủ đương nhiệm tại vị có lợi thế hơn đối lập đã không còn đúng nữa. Một chính phủ đã thắng cử lần thứ nhất, không có gì bảo đảm là chính phủ ấy sẽ thắng cử lần thứ nhì. Và sự thắng cử của Đảng Lao động tại Nam Úc đã đem lại sự thay đổi chính phủ đầu tiên trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Và đây cũng có thể là một cảnh báo cho chính phủ liên đảng tại Canberra trong cuộc bầu cử vào tháng 5 sắp tới. Ngoài ra, một đặc điểm khác của cuộc bầu cử tại Nam Úc là sự gia tăng của thành phần ứng viên độc lập, đặc biệt là tại các vùng nông thôn. Và theo các giới chuyên gia thì đây có vẻ cũng là chiều hướng ở cấp liên bang và dự phóng là nhân số dân biểu và nghị sĩ độc lập có thể sẽ gia tăng trong quốc hội sau cuộc bầu cử sắp tới. Nếu điều này xảy ra và trong bối cảnh mà liên đảng hoặc đảng lao động không có đa số rõ rệt, thì khi đó vai trò của các dân biểu và nghị sĩ độc lập sẽ càng quan trọng hơn. Ngân sách liên bang, phương án giảm ảnh hưởng vật giá đắt đỏ, theo Bộ trưởng Ngân khố. Chỉ còn một tuần lễ nữa thì chính phủ liên đảng sẽ phổ biến ngân sách quốc gia 2022-2023 vào ngày 29 tháng 3. Tuy không thể tiết lộ chi tiết, nhưng vào cuối tuần, Bộ trưởng Ngân khố George Frydenberg đã mô tả đường hướng mà chính phủ đang theo đuổi trong việc soạn thảo ngân sách. Trong cốt lõi, chính phủ theo đuổi mục tiêu dài hạn là điều chỉnh ngân sách để có thể giảm bớt nợ nần, với hy vọng là một thời điểm nào đó không xa, ngân sách sẽ được quân bình. Tuy nhiên, ngân sách cũng là phương tiện để đối phó với những vấn đề cấp bách trong ngắn hạn, và đó là sự gia tăng của vật giá, tạo thêm nhiều khó khăn cho cư dân trong đời sống hàng ngày. Bộ trưởng Frydenberg đã nhắc lại kế hoạch JobKeeper như là một kế hoạch cụ thể. JobKeeper chi tiêu khoảng trên 90 tỷ đô la để giúp giới chủ nhân duy trì hoạt động và các giới công nhân viên chức tiếp tục có công ăn việc làm. Nhưng đây là một chương trình ngắn hạn, chỉ kéo dài 12 tháng nhằm giúp nền kinh tế Úc không bị suy sụp và tạo điều kiện cho nước Úc phục hồi. Kết quả là nước Úc đã không rơi vào tình trạng kinh tế trì trệ, tức là recession, và nền kinh tế đã tiếp tục phát triển trở lại, tạo thêm nhiều công ăn việc làm. Mà kết quả là hiện nay chỉ số thất nghiệp tại Úc trong tháng 2 đã giảm xuống mức 4%, tức là một chỉ số thất nghiệp thấp nhất kể từ năm 2008. Ông Frydenberg nói rằng, trong thời kỳ đầu đại dịch, chính phủ đã thay đổi chiến lược ngân sách để thích ứng trong việc đối phó với đại dịch. Và lần này trong ngân sách 2022-2023, các giới quan sát tin rằng chính phủ cũng sẽ có một số biện pháp ngắn hạn để giảm ảnh hưởng tiêu cực của việc sinh hoạt phí đang gia tăng hiện nay. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Úc trong 24 giờ qua. Trong 24 tiếng đồng hồ qua, nước Úc đã có 40.391 ca nhiễm mới, 1.943 người nằm bệnh viện, kể cả 87 người tại ICU và 32 người cần máy trợ thở. Trong khi đó, thì trên bảng tổng xếp hạng toàn thế giới, nước Úc đứng hàng thứ 23 với 3.900.000 ca dương tính và 5.728 người tử vong. Trong khi đó, thì Việt Nam bất đắc dĩ đã lên hạng thứ 13 trên toàn thế giới. Và trong 24 tiếng đồng hồ qua, Việt Nam đã có 141.151 ca nhiễm mới. Hà Nội dẫn đầu với 19.065 người và Sài Gòn có 1.462 ca dương tính. Kể từ thời kỳ đầu đại dịch cho đến nay, Việt Nam đã có 7.900.000 ca nhiễm và 41.817 người tử vong. Và sau đây là chi tiết dịch bệnh tại từng tiểu bang và lãnh thổ trong 24 giờ qua. New South Wales loan báo có 16.813 ca nhiễm mới, 4 người tử vong, 1.124 người nằm bệnh viện, kể cả 33 người tại ICU. Victoria hôm qua đã có 6.694 ca nhiễm mới nhưng không có người tử vong, 215 người nằm bệnh viện, kể cả 21 người tại ICU và 6 người cần máy trợ thở. Queensland có 5.707 ca dương tính mới nhưng không có người tử vong, 228 người nằm bệnh viện, kể cả 17 người tại ICU. Tây Úc có 5.626 ca nhiễm mới, không có người tử vong, 155 người nằm bệnh viện kể cả 3 người tại ICU.
Nam Úc có 3.168 ca nhiễm mới, 3 người tử vong, gồm 2 người đàn ông ở lứa tuổi 60 và 1 người đàn ông ở lớp tuổi 70. 148 người nằm bệnh viện, kể cả 7 người tại ICU và 3 người cần máy trợ thở. Đây là nhân số nhiễm bệnh thấp nhất kể từ thứ Tư tuần trước. Nhân số thử nghiệm chỉ đạt được mức 11.223 người, tức là giảm sụt 18% so với ngày thứ Sáu tuần trước. Nói chung thì kể từ thời đại dịch, Nam Úc đã có 203.881 ca dương tính và 234 người tử vong. Tasmania có 1.305 ca nhiễm mới, không có người tử vong, 20 người nằm bệnh viện, kể cả 2 người tại ICU. Lãnh thổ ACT có 926 ca nhiễm mới, 38 người nằm bệnh viện tại Canberra, kể cả 4 người tại ICU. Và sau cùng tại lãnh thổ Bắc Úc có 164 ca nhiễm mới, 15 người nằm bệnh viện, kể cả 4 người cần máy trợ thở, nhưng không có ai tại ICU và không có người tử vong. Victoria, nhân số dương tính và nhân số chữa trị tại bệnh viện ổn định. Hôm qua Victoria loan báo có 6.694 ca dương tính mới, nhưng nhân số nằm bệnh viện gia tăng chút ít lên mức 212 người, kể cả 21 người tại ICU và 6 người cần máy trợ thở. Trong số ca dương tính mới, 4.483 ca phát hiện bởi RAT và 2.211 ca bởi PCR. Thủ hiến Daniel Andrews nói rằng Victoria chưa nhận được tin tức cập nhật từ Ủy ban các y sĩ trưởng, gọi là AHPPC, về vấn đề thời hạn sống cách ly. Ủy ban AHPPC đã được yêu cầu nghiên cứu vấn đề này, trong khi đó thì y sĩ trưởng liên bang nói rằng tiến trình nghiên cứu này có thể kết thúc trong vài tuần lễ sắp tới. Chính phủ Victoria nói rằng Victoria phải nghiên cứu cẩn thận vì sự lây lan biến chủng BA2 sẽ trùng hợp với những tháng mùa đông sắp tới và chính phủ cần phải bảo vệ an toàn cho cư dân. Tại Victoria vào thời điểm này có 49.921 ca dương tính đang phát triển nhưng không có người tử vong. Tây Úc, nhân số dương tính giảm nhưng nhân số tại bệnh viện tăng. Hôm qua, nhân số dương tính tại Tây Úc là 5.626 người, nhưng nhân số thử nghiệm PCR tương đối ở mức thấp là 10.661 người, 155 người nằm bệnh viện, tức là có 8 người nhiều hơn so với một ngày trước, và trong số này có 3 người tại ICU. Tây Úc có gần 37.000 ca dương tính đang phát triển. Trong số những ca mới, có 2.829 người được phát hiện bởi PCR và 2.797 được phát hiện bởi RAT. Tây Úc không có ca tử vong ngày Chủ nhật, nhưng trong ngày thứ Bảy đã có 4 người tử vong, gồm một phụ nữ ở lớp tuổi 60 và 3 người đàn ông ở lớp tuổi 40, 60 và 90. Theo Bộ Y tế Tây Úc, thì 25% của người nằm bệnh viện là những người chưa được chủng ngừa, 7% chủng ngừa một lần, 39% chủng ngừa hai lần và 28% chủng ngừa trên hai lần. Tây Úc có 95% cư dân từ 12 tuổi trở lên được chủng ngừa hai lần, và 71.8% từ 16 tuổi trở lên được chủng ngừa 3 lần. Cuối cùng là tình hình đại dịch tại Việt Nam, hơn 140.000 ca nhiễm mới. Việt Nam đang gần cán mốc 8 triệu ca nhiễm. Ngày hôm qua 20 tháng 3, Bộ Y tế cho biết Việt Nam đã ghi nhận 141.151 ca nhiễm mới và Hà Nội vẫn tiếp tục dẫn đầu cả nước. Tuy nhiên, số ca nhiễm tại Hà Nội nay đã giảm xuống dưới mức 20.000 ca, tức là một sự giảm hạ đáng kể. Trong khi tổng số người tử vong vẫn duy trì ở mức thấp là 62 ca. Cụ thể thì hôm qua Hà Nội đã có 19.065 ca nhiễm mới và đứng hàng thứ nhì vẫn là Nghệ An với 9.333 ca, trong khi Phú Thọ đứng hàng thứ ba với 5.747 ca và Lạng Sơn đứng thứ tư với 4.635 ca. Đứng hàng thứ năm là Đắk Lắk với 4.595 ca nhiễm. Ngoài ra các tỉnh có số ca nhiễm tương đương với Đắk Lắk là Lào Cai và Vĩnh Phúc, trong khi Tuyên Quang, Bắc Giang, Hải Dương, Hòa Bình, Gia Lai, Sơn La, Quảng Bình, Yên Bái và Thái Bình đều đã có số ca nhiễm từ 3.000 đến 4.000 ngày hôm qua. Bên cạnh đó còn có 10 tỉnh thành có trên 2.000 ca nhiễm. Trong số này có cả Cà Mau và Bến Tre với số ca nhiễm là 2.441 ca. Riêng Sài Gòn hôm qua có sự giảm hạ đáng kể với chỉ có 1.462 ca nhiễm mà thôi. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của đài Vietface TV Úc Châu vào 3 giờ chiều nay.